Hello, chúng ta cùng học phần grammar hôm nay nhé. Ok, lesson 2 grammar, chúng ta sẽ học ngữ pháp. Look and say, let's learn. Và ở đây hôm nay chúng ta sẽ học hai cái. Một cái là về she's viết tắt này, his viết tắt này. Và một câu hỏi yes no question và cách trả lời của nó. Ok, rồi bây giờ chúng ta đi nhìn vào phần bài này này. She's a housewife. Ok, she SH chúng ta tròn miệng này. Alright. She's Z ending sound chúng ta nối âm. She's a housewife. S ở đây. E ở đây âm câm chúng ta không đọc này, bật ending sound first. She's a housewife. She's a housewife. He's Z ending sound nối âm. A pupil. L chúng ta uốn cong lưỡi. Rồi chúng ta sẽ xem hai cái câu này trước nhá. She's a housewife. He's a pupil. Ok. Và đây các bạn nhìn xuống phần khung nhỏ bên dưới này. Chúng ta có she's, SH tròn miệng này, Z ending sound này. She's, nó sẽ là viết tắt, viết gọn của she is, S ending sound, Z ending sound ở đây. She is. Ok. Tương tự như he's, Z ending sound, sẽ là viết tắt hoặc là viết gọn của he is, Z ending sound. Right, rồi các bạn sẽ lấy giấy bút ra ghi cùng với cô nhá. Grammar, right, ngữ pháp của chúng ta này. Khi mà chúng ta học ngữ pháp thì là bắt buộc chúng ta phải nhớ, bởi vì khi mà học được ngữ pháp thì chúng ta sẽ viết và đọc, viết và nói sẽ chuẩn hơn này. Đó, về sau khi mà chúng ta đọc bài thì cái khả năng tiếp nhận thông tin này của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Alright, grammar. Rồi chúng ta có he's, ok, và she's. Đó, là viết tắt của he is. Alright, she's là viết tắt của she is. Anh ấy là, cô ấy là. Alright, ví dụ như ở đây, she's a housewife. Cô ấy là, hoặc là bà ấy là một người nội trợ. Ok, bà là một người nội trợ. He's a pupil. Anh ấy là, hoặc là cậu ấy là một học sinh. Alright, she is. Ở đây, chúng ta sẽ có động từ to be is. Is đi với chủ ngữ he và chủ ngữ she. SH tròn miệng, các bạn viết cái phần âm này xuống nhá. Viết vào vở của mình luôn. Is, he's, ở đây chúng ta sẽ đọc là z, z. Ok, sở hữu cách này. She, SH tròn miệng này, z này. Alright. He's, viết đầy đủ, he is. She's, viết đầy đủ là she is. Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai câu này. Ở trong bài của chúng ta là có she's a housewife. Ok, nhớ phần phân tích âm nhé. F, chúng ta bật ending sound. E câm chúng ta không đọc. S ending sound ở đây. She's a, SH tròn miệng này, Z này, Z nối âm. She's a housewife. Và chúng ta khi chúng ta viết đầy đủ thì sẽ là she is a housewife. Right. Đó, SH tròn miệng này, EZ này, nối âm này. She's a housewife. S bật ending sound for, được chưa? Các bạn cũng ghi xuống nha. Đây cô sẽ nối lên đây bởi vì cô viết hơi ngược một chút. Và xuống dưới này sẽ có của he này. Chúng ta có trong bài này, bạn nào có sách thì hãy dở sách ra, chúng ta theo dõi trong sách. Hoặc nếu không có sách thì chúng ta hãy lên trong website English and Mom. Các cô đã đăng đầy đủ các cái phần sách cũng như là phần audio để cho chúng ta học tiện ở trên một cái trang website. Alright. He's, chúng ta có he's a pupil. Ok. L chúng ta uốn cong lưỡi này, Z ending sound nối âm này. He's a pupil, sorry, pupil. Và chúng ta có viết đầy đủ là he is a pupil. Ok. Right. Chấm câu nhá. Đầu câu chúng ta viết hoa, cuối mỗi câu chúng ta đều có dấu chấm này, sẽ là hoàn thiện một câu. Alright, he is Z ending sound the pupil. L chúng ta uốn cong lưỡi. Đó, vậy chúng ta có hai cách viết, một cách viết tắt và một cách viết đầy đủ. Alright. Rồi, tiếp đến chúng ta có câu hỏi yes no question. Động từ to be is đi vào chủ ngữ she, động từ to be is đi vào chủ ngữ he.
Động từ to be sẽ được đảo lên trước chủ ngữ này. Is she a teacher? Is that adding sound she sh tròn miệng. A teacher, âm ch ở đây sẽ là âm ch, ch. Các cái phần âm này các bạn sẽ học ở trên trang website English Imam, tìm đến cái phần khóa học phát âm. Đó, kỹ thuật phát âm. Đó, thì mình sẽ hiểu rất là rõ những cái âm như này và chúng ta nhìn là chúng ta sẽ biết nó đọc như thế nào. Alright, và cuối câu của chúng ta sẽ có dấu hỏi chấm này. Is she a teacher? Chúng ta sẽ lên giọng vào cuối câu. Đó, tiếp đến ở bên này. Is he a teacher? Âm ch, ch. Ok, teacher. Và chúng ta có hai cách trả lời. No, she. Ở đây người ta hỏi là she, vậy chúng ta sẽ ghi she xuống dưới này. S hát tròn miệng này. Isn't. No thì chúng ta sẽ có sử dụng isn't thêm not này. She isn't. Yes, he is. Z ending sound. Alright, rồi chúng ta cùng đọc lại hai cái câu hỏi này nhé. Is she a teacher? No, she isn't. Is he a teacher? Yes, he is. Đó. Và một điểm chúng ta lưu ý này, đó là cái phần viết tắt và viết đầy đủ. Alright, rồi. Xuống đến phần bài 3, chúng ta sẽ luyện tập này vào phần bài 4. Ở đây chúng ta sẽ điền his or she's. Z ending sound, các bạn cũng viết xuống nha. S hát tròn miệng này. She's or he's. Ở đây thì cô sẽ viết cái phần phân tích âm xuống, phần phiên âm xuống để các bạn nhìn và các bạn có thể là đọc sao cho chuẩn. Ok, học một lần mà chúng ta sẽ học được các cái nhiều các kỹ năng này. Vừa kỹ năng viết này khi chúng ta viết bài ra giấy này. Đó, kỹ năng đọc này, khi mà chúng ta đọc cùng với cô, bút của cô chỉ đến đâu, các bạn đọc đến đấy, nhìn đến đấy và đọc theo đến đấy. Alright. Rồi, she's a housewife. S hát tròn miệng, Z ending sound. Nối âm, she's a housewife. F, âm F, but ending sound, E câm chúng ta không đọc. Ở đây, ok, chúng ta nhìn thấy đây là một người đàn ông đúng không? He's a pilot. Z ending sound. He's a pilot. Chúng ta nối âm này. Next one. This one. Okay. He's. Chúng ta phân biệt được he's và she đúng không? He là anh ấy này. Okay. Ông ấy. She, cô ấy. Bà ấy. Chị ấy. Alright. Bác ấy. Nếu mà bác trai thì chúng ta có thể sử dụng trong tiếng Việt của chúng ta là bác ấy được. Alright. He's a fireman. Nối âm. Và ở đây chúng ta sẽ, như là một bạn gái, chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ she's. The pupil, alright. She, S hát tròn miệng này, Z ending sound này. Alright, pupil và L chúng ta sẽ uốn cong lưỡi nhé. Alright, rồi sang câu số 4 này. Say an answer, alright. She's a housewife, number 3. S hát tròn miệng này, Z ending sound. Lặp lại rất nhiều đúng không? She is a housewife, she is a housewife, and she is a housewife. S ending sound. F chúng ta bật ending sound và E câm chúng ta không đọc. Và ở đây chúng ta sẽ chọn cái bức tranh mà chúng ta có nói này. Number 3. Ok, number 3. She is a housewife. Ok, rồi number 1 thì sao? He's a fireman. Là cái câu ở trên này. He's a fireman. Các bạn sẽ ghi xuống nhá, phần câu số 4 này. Cô cần các bạn lấy cái phần giấy của mình vừa nãy ra, ghi xuống các cái câu đầy đủ và có ghi phiên âm như ở đây. Alright. Number 1. Đây, ví dụ như thế này, cô sẽ làm cho các bạn hai câu đầu tiên và câu 4, 5, 6 các bạn sẽ về nhà làm nhá. Ok. Chúng ta có thể ghi là number 1. Number 1, alright. He's a fireman. Chấm hết câu. Ok, viết phần phân tích âm xuống. Z này, nối âm này. Fireman. Đó. Number 2. Number 2 của chúng ta. She's. Ok, she's a pupil. She's a pupil. Alright. Chúng ta chấm hết câu này. S hát tròn miệng này. Z ending sound này. Nối âm. She's a pupil. L chúng ta uốn cong lưỡi.